Rồi, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tạo một chương trình cơ bản của robot Panasonic. Đây, rồi ta bắt đầu tạo một chương trình cơ bản để tạo một chương trình cho robot. Tạo chương trình thì chúng ta vào new. Thứ này là chương trình có là open để mình mở chương trình ra. Còn mình chưa tạo chương trình thì mình sẽ vào new mình để mình tạo chương trình mới. Đó. Vào new. Đó, program start end là các dòng hàng, cuối dòng hàng, bắt đầu dòng hàng và kết thúc dòng hàng. Thì mình chọn vào program. Rồi này file name là tên của chương trình. Đó. Trên chương trình thì mình sẽ xóa đi. Cái này nó mặc định nên nó sẽ ra cái dòng chữ này, mình xóa, BS là xóa này. Đó, xóa. Nhấn vào nút này mình chọn là xóa. Rồi. Mình muốn lưu tên chương trình gì thì ấy. Mình lưu đường thẳng đi, mình sẽ lưu đường thẳng, đường tắt luôn, đường thẳng đó, đường thẳng. Còn mình thích thì mình chuyển sang chế độ bên này đó, các phím bên này, tác dụng của các phím bên này nè, này là chế độ viết in hoa, này là viết thường đó, viết thường, này là số đó, chế độ số, này là các dấu ký tự đó, mình muốn xài loại nào thì mình bấm vào đó đó, các phím chức năng ứng dụng của bên này là đó, mình thì mình xài chữ in hoa, ok. Đó, mình muốn hàng đường thẳng á, thì muốn tạo chương trình đường thẳng á, thì mình chọn đường thẳng xong bấm enter, lúc này là enter này đó, là nó sẽ đưa tới chương trình, mình sẽ enter tiếp. Rồi đó, đó là tạo xong một chương trình cho mình đó, tên chương trình có tool, loại tool số 1 của đầu tool. Rồi bắt đầu lưu điểm, mình sẽ lưu điểm đầu tiên, lưu điểm thì bấm enter nó sẽ tự động lưu. Rồi trong các này là các chế độ di chuyển, mu p là di chuyển robot, di chuyển theo phương trên không là chạy theo đường cong, mu l là chạy robot di chuyển theo đường thẳng, mu c là đường tròn, mu l w là đường zig zag, còn cw là đường tròn zig zag. Đó, các chế độ thì mình khi robot ở trên không á, thì mình sẽ chọn mu b. Rồi mình chế độ acus là không hàng, còn well là chế độ hàng. Đó, mình sẽ chọn chế độ không hàng, khi trên không, khi đầu bắt đầu xuống hàng thì mình sẽ chọn chế độ hàng sau. Đó, boss name là điểm đầu tiên là b1, ký hiệu từ b1 b2 trở đi. Rồi manual speed là tốc độ thị thường của nó là 10 m trên phút, ok. Rồi chọn ok. Đó, sẽ lưu sang một điểm, này là điểm thứ nhất. Rồi bắt đầu mình di chuyển robot xuống điểm mà thứ hai để mình bắt đầu lưu điểm hàng, sẽ di chuyển robot xuống bắt đầu lưu điểm hàng. Rồi di chuyển xuống, rồi di chuyển điểm hàng thì mỗi đường hàng thì gồm có hai điểm, điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu thì mình lưu bắt đầu hàng, điểm cuối thì mình lưu không hàng là kết thúc điểm hàng. Đó, mình sẽ lưu điểm bắt đầu hàng đây. Đó, lưu ngay điểm đó là điểm bắt đầu hàng của robot, ok. Rồi bắt đầu hàng mình sẽ lưu vào bắt đầu điểm hàng thì mình sẽ lưu mu l để là di chuyển robot, di chuyển đường thẳng, mu l. Rồi chọn bắt đầu hàng là chọn well, bắt đầu điểm hàng. Rồi điểm thì B2. Rồi, tốc độ 10, ok. Tốc độ thì xíu nữa sẽ mình chỉnh tổng thể một lần luôn. Đó. Có điểm chấm đổ là điểm bắt đầu hàng. Đó, có dòng điện có dòng dây ra là 100 V là 16.4. Tốc độ mà bắt đầu, tốc độ để di chuyển hàng là 0.5. Ok. Xong, rồi bắt đầu điểm thứ hai. Mình di chuyển sang điểm thứ hai,
đó, di chuyển sang điểm thứ hai, điểm thứ hai mình di chuyển qua điểm thứ hai điểm khác đó, thứ hai đó. Rồi bắt đầu mình sẽ lưu, mình lưu điểm thứ hai. Điểm thứ hai là sẽ kết thúc hàng, kết thúc hàng là mình không chọn hàng, rồi chọn ecos, ok đó. Xong đó là xong hai điểm hàng rồi, giữa robot lên rồi lưu điểm 4 điểm, điểm thứ tư, ok đó. Đó là xong lưu điểm xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ cho nó chạy thử để mình xem đã đúng chưa. Rồi mặc qua auto này, chuyển qua chế độ auto, xong rồi nhấn star, nhấn star này, nhấn servo này, khách hàng này, rồi mình bấm servo thì robot nó sẽ di chuyển. Rồi servo đó, nó sẽ di chuyển, nó bắt đầu được điểm hàng đó. Đó, rồi kết thúc điểm hàng rồi, ok đó. Đó là xong các bước cơ bản của robot hàng Panasonic đó. Robot Panasonic TA-1004. Okay.